Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải này. Chúc anh em xem live dễ em ơi. Bây giờ thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ AK cho anh em xem. Vừa rồi ngày hôm nay vừa nhận được một cái bóng đỉnh Khải Hồng Kim đầu tiên server. Đã cho anh em xem cho anh em, hôm nay đánh được tấm 1 tấm kim luôn. 55k và 145 mạng và 244 sơ tấn võng 130. Đó anh em. Đây em thấy không, bằng cái bóng màu xanh này anh em, thấy hợp lý không? Đây bóng màu xanh này, quá chắc luôn. Đó. Đây từ từ. Sơ đồ cho anh em xem. Đây. Đây anh em. Cái bóng bóng anh em. Ở server thì có một cây bóng này và một cây bóng thứ hai của hợp 3. Bữa nào Khai sẽ có cơ hội, Khai sẽ soi đồ cho anh em xem của cái bang bên đó đồ như thế nào cho anh em xem. Lần này thì cho anh em xem này. Đó, trong video ngày hôm nay thì anh em chờ đợi đó là soi đồ của AKK như thế nào thì Khai cho anh em xem. Hiện tại AKK như Khai thấy thì đang sở hữu như mình đó là 5 kỹ năng vốn có nha mọi người. Một kỹ năng từ mặt nạ, hai kỹ năng từ phi phong và một kỹ năng từ dòng băng hội, đó là dòng nghiêng sói, và hai kỹ năng càng khôn từ Gavin. Từ dòng Evan thì tính ra này được 5 kỹ năng nha mọi người. 5 kỹ năng thì 5 kỹ năng mà tính ra thì như cái bóng này có mở ra thì có kiểm tra thì đạn này đang thiếu một tốc độ đánh nè. Thiếu một tốc độ đánh nữa thì đạn 126. Nó thiếu một tốc nữa thôi. Với 5 kỹ năng rồi mà với cái tốc 35 nhưng mà không đủ nè mọi người, mít một tốc. Đã thiếu một cái bóng, nói chung là bóng này so với bóng kia thì bóng này đẹp hơn. Server có hai cái bóng thôi. Bên sát 104 và sát thương 48%. Và sát thương 48 điểm và 76%. Tốc 35 và tiếp điện vũ một cấp. Thế chung là tiếp điện vũ là nó skill chống phái, nhưng mà một cấp thì cũng không bình thua. Vấn đề là cái tốc độ đánh em thiếu một tốc mà thôi, đạt 126 bên ngoài luôn mà không đạt được, quá là tiếc. Rồi đang sử dụng một cái set đồng bang. Set đồng bang này gọi là đẹp nhất server rồi em ạ. 20. Các cả 20, kháng banh 30, kháng hỏa 30 và kháng độc 28. Thiếu ngọc bội nữa là đủ set mát luôn anh em ạ. Bao tay đỉnh khái. Bao tay đỉnh khái 30 kháng banh, chóng và dân độc. Đã có bóng phát 3 cấp. Bệnh viện nha mọi người. Áo đỉnh khái 44 phục hồi 30 và 3 cấp và 2 cấp sinh lực. Và cái nón chóng kháng hỏa, chuyển hóa sát thương 10, sinh lực lực. Đai lưng thủ lý làm chậm, sinh lực lực. Dày kháng lôi và sinh lực lực. Đó, nói chung sẽ đồ khá đẹp nè. Có bông tiêu nữa mà, có bông tiêu anh Tân Thánh anh cầm rồi, anh lái rồi. Rồi nói chung thì set đồ này thì quá đẹp anh em ạ. Cái bóng này thì vừa rồi đấu giá top 1 cá nhân anh em. Vừa rồi đấu giá top 1 cá nhân với vị trí gần 20 triệu đồng anh em. Gần 20 triệu đồng để lấy cái top 1 và sở hữu cái bóng này đó anh em. Đó. Hiện tại này thì một set đồng bang và ba món đỉnh khái nha anh em. Hiện tại thì như Khải biết thì đang thiếu một cái đai đỉnh khái và một cái nhẫn đỉnh khái nữa thì đủ set nha anh em. Hiện tại đã có 3 món rồi. Thiếu đai đỉnh khái với nhẫn đỉnh khái nữa đủ set nha mọi người. Rồi. Anh em xem video này của cao thủ AK đừng quên để lại cho anh AK một like, chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải, một like chia sẻ cho anh em ơi. Lần tới thì Khải sẽ tiếp tục soi đồ những cao thủ tiếp theo anh em xem sơ qua nha. Đó. Chung là ba món hồi đỉnh khái quá đẹp. Cái bóng này mít một tóc nè, kiểm tra rồi, 5 kiểm năng mít một tóc. Rồi. 5 kiểm năng. Anh em xem cho một like nha, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái theo dõi bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh Khải nha anh em, cũng như là những buổi trực tiếp từ 7 giờ tối hàng ngày nha mọi người.